Xin mời chào bác buổi sáng nhé. Hiện tại thì em đang test một con đẩy bại, dòng này về rất là hot này. Con này giá 3,8 triệu, công suất 1000W một kênh, Class D. Những chiếc cụ đẩy như này thì các bác về chơi ghép bằng nhiều loa này, và đánh được cả súp nữa, đánh những dòng súp bát 50. Hiện tại thì đang test những dòng loa rất là hot, dòng loa Prodio nhé. Cái loa này thì em bán có 1,500,000 thôi. Tại sao mà bán 1,500,000 thì các bác đón xem video này. Những dòng Prodio này thì nó sử dụng là bát 25 thôi nhé, bát 25, loa thay hết gân rồi, bát 25 và hai chiếc thôi nhé, chiếc à, chiếc mà răng này, đấy, bát rất đẹp. Cái bánh sắt từ còn mới tinh này, và cái dòng này keo côn của nó nhìn rất đẹp, keo à, tròn vo luôn. Đây là tiêu ông của nó nhé. Thì với đôi loa này thì công suất loa của nó là 150W, công suất mắc của nó là 450W, thì các bác có thể đánh được những dòng ví dụ âm ly tầm 8 sò để chơi được thôi các nhé. Loa này thì nó hát hay, nghe nhạc cũng hay, tiếng bass của nó mềm và sâu. Còn đây là một xe con đít đây. Còn check của nó thì check của nó thì sáng quá nhá. Đây. Còn này thì nó bị hơi sất một tí, hơi lõm một tí thì em tra keo cho bác khách rồi. Zin hết nhưng mà nó cái thùng hơi xấu rồi. Thì bán cho bác tôi với mức giá là 1,500,000. Giá tại cửa hàng quá nhá. Tiếng bác còn rất là hay. Còn là những cái dòng loa mà zin mà thùng vách đẹp ấy thì giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu. Con đẩy này thì giá là 3,8 triệu. Đẩy Class D với nhá. Tiếng bọc ấy, đang lấy tín hiệu của máy tính nha. Đâu rồi? Đây. Dây đây bác này. Đấy, dây đấy. Quần to dã man luôn. Class D với nhá. Con này size của nó tầm 40cm. Tiếng mộc nó rất là hay. Rồi chúng ta đã lên nghe. Này dùng hai quả gió rất là êm này. Đấy, quạt đây. Linh kiện máy còn rất là mới. Tủ 63V mà 22.000mi với nhá. Máy cực đẹp. Này ra loa thì bác có thể đấu cọc loa là rất nối chỉnh được. Đây, cọc loa được rất nối chỉnh được. Tín hiệu bằng Canon mà có đường link mới nhá. Đây, máy của nó nhìn rất thông thoáng và đẹp. 3,8 triệu một con đẩy nghe bằng kênh này, Class D. Ok chưa? Tiếng rất là hay, đây tiếng bọc vậy. Ok thì buổi sáng lên cấu hình như bác với những cái sản phẩm tại cửa hàng. Bác đặt hàng, bác liên hệ cho cửa hàng với nhé. Giá cực kỳ hợp lý, em xin chào bác ạ.